Đường Yên bị chê bình hoa di động, vẫn là nữ hoàng rót tinh màn ảnh hoa ngự. So với những cái tên như Lưu Dược Phi, Dương Mịch hay Trịnh Sảng, con đường nổi tiếng của người đẹp Đường Yên có phần chắc trở và chậm rãi hơn. Đường Yên sinh năm 1984 trong một gia đình gia giáo ở Thượng Hải. Có cha làm nhân viên hành chính, con mẹ là nhân viên văn phòng cho người nước ngoài. Thời đại học cô học ngành hàng không để ra làm tiếp viên, nhưng lại không đủ sức khỏe và bỏ dở việc học này. Năm 2001, Đường Yên đăng quang Á hậu của cuộc thi Ngôi sao thế kỷ thư lôi lần 3. Đây là bàn đạp để Đường Yên vào Học viện Hí kịch Trung Quốc, mở ra sự nghiệp diễn xuất của cô. Nhưng đến tận năm 2004, Đường Yên mới có cơ hội nổi tiếng khi được đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu chọn làm thiên thần Olympic để sang Athens tham dự lễ bế mạc Trung Quốc 8 phút. Tuy vậy, những năm đầu hoạt động nghệ thuật, Đường Yên lại cứ lẹt đẹp chìm nghiệm diện rừng mỹ nhân hoa ngự nổi tiếng nhờ tiên kiếm kỳ hiệp 3, từ những vai diện đầu tay trong phong mạn lâu trên quán trường ca đường yên đã gây chú ý ở khán giả với đôi mắt to tròn nét diện đáng yêu tự nhiên sau, đó cô đóng minh họa cho vai lục tích kỳ trong các mv chu tiên của nhậm hiền tề càng khẳng định trình độ diễn xuất của mình cũng như nhận được khán giả nhớ mặt Tuy vậy phải chờ đến tiên kiếm kỳ hiệp 3 năm 2009 thì cái tên Đường Yên mới bắt đầu nổi tiếng. Trong tiên kiếm kỳ hiệp 3, vai diễn hậu duệ của nữ oa tự huyên đã chiếm trọn cạn tình của khán giả ngay từ lần đầu tiên cô xuất hiện cho đến tận khi phim kết thúc. Tính tính cách lúc cương lúc nhu, khi mạnh mẽ lúc dịu dàng, cùng chuyện tình bi kịch với Hoắc Kiến Hoa qua nhiều kiếp đã khiến người xem rơi nước mắt. Diễn xuất tinh tế ổn định và tạo phản ứng hóa học với Hoắc Kiến Hoa. Cho đến nay khi nhắc đến Đường Yên thì người ta vẫn nhớ đến nhiều nhất là tiên kiếm kỳ hiệp 3. Năm 2015 Diện vợ vẫn đóng hàng loạt phim hot. Năm 2015 là một năm đáng nhớ với Đường Yên. Trong năm này cô có bảy phim truyền hình lên sóng là Người tình Kim Cương, Cô gái trên cây sake, Phong vân thiên địa, Kim Ngọc lương duyên, Bên nhau chọn đời, Hoạt sắc sinh hương, Thiên Kim nữ tạc. Trong đó Người tình Kim Cương và Bên nhau chọn đời là hai dự án khiến giới truyền thông tốn hao nhiều giấy mực nhất. Trong Bên nhau chọn đời. Đường Yên hóa thân thành triệu mặc xanh cùng với luật sư Hà Dị Thâm, Trung Hán Lương tạo thành mối tình kéo dài 6 năm trang chứa nụ cười và nước mắt. Vì được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cùng tên của cố mạn, bên nhau Chọn đời bạn truyền hình ngay từ khi mới phát sóng đã gây được tiếng vang lớn. Thế nên dù Đường Yên diễn chỉ dừng lại ở mức tròn vai, cô vẫn được tiếng thơm từ khán giả. Đến mức nhiều người đã chỉ trích dương mịch không tiếc lời khi cô đóng lại vai triệu mặc xanh trong bên nhau Chọn đời bản điện ảnh với nhiều khán giả Đường yên hợp với vai Triệu mặc Xanh. Dù cô diễn chiều hoàn hảo nhưng bù lại có ngoại hình và khí chất phù hợp với hình tượng nhân vật trong nguyên tác. Đến với người tình Kim Cương, Đường Yên lại rất được ưu ái cho hợp tác cùng nam thần Hàn Quốc Biren. Ngoại hình xinh đẹp, trang phục bắt mắt cùng sự hỗ trợ đắc lực của ba bạn diện là Biren, La Tấn, Địch Lệ Nhật Ba giúp Đường Yên trở nên thực sự nội bật. Tuy nhiên, cái nội bật này chưa hẳn là tốt vì ngoài lời khen xinh đẹp ra phần lớn ý kiến khán giả gửi đến đường yên là chê bai và chỉ trích do nhận phim vội vàng đường yên không tìm hiểu kỹ nhân vật mình thể hiện cuối cùng dẫn đến diện qua loa làm cho nhân vật trở nên khó hiểu và không nhất quán tiếc lời mắng đường yên là diện kém bình hoa di động tuy nhiên tay tiếng từ diện xuất không đột phá chưa đủ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ngược lại điều này càng khiến đường yên trở thành gà cưng trong mắt nhiều nhà sản xuất loạt phim hoặc sắc sinh hương, thiên kim nữ tặc, cô gái trên cây sake mà Đường Yên đóng chính, phát sóng ngay sau đó là minh chứng rõ rệt cho điều này. Lột xác hình tượng thành công, thoát mát bình hoa di động. Trong những năm trước, dù tham gia nhiều bộ phim ăn khách, nhưng Đường Yên không được người xem đánh giá cao, thường xuyên bị chê diện một màu. Có lẽ vì vậy mà trong năm 2016, Đường Yên quyết tâm lột xác với vai Lý Vị Ương trong Cẩm Tú Vị Ương. Vị Ương không có tính cách đơn thuần như các vai diễn khác của Đường Yên. Tính cách nhân vật này có sự đan xen giữa thiện và ác, trong sáng và sắc sảo. Khi ở bên người thân hay người mình yêu, Vị Ương vô cùng dễ thương, đáng mến. Thế nhưng khi đối mặt với kẻ thù, cô lại trở nên vô cùng mạnh mẽ, sắc sảo và không kém phần thủ đoạn. Diễn xuất có nhiều đột phá của Đường Yên nhận được sự tán thưởng của khán giả. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp bộ phim Cẩm Tú Vị Ương gây sốt. Tác phẩm này không chỉ ghi nhận mức rating tốt mà còn thu hút lượt xem online khủng trên mạng. Cái tên Đường Yên cũng liên tục chiếm giữ ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng chỉ số truyền thông hạng mục diễn viên phim truyền hình. Có thể thấy Cẩm Tú Vị Ương đã đưa tên tuổi của Đường Yên lên một tầm cao mới. Phát triển sự nghiệp trên màn ảnh rộng, trong năm qua Đường Yên tập trung nhiều tâm sức để chinh phục khán giả màn ảnh rộng. Người đẹp có tới 3 bộ phim điện ảnh công chiếu bao gồm Thợ săn tiền thượng, Đại thoại Tây Du Ba và Miss Partners. Đây đều là những dự án được đầu tư lớn và có sự góp mặt của nhiều ngôi sao lớn. Dù những bộ phim này chưa gặt hái thành công như mong đợi, nhưng vẫn giúp tài nguyên điện ảnh của Đường Yên thêm phong phú. Tình duyên viên mạng với La Tấn Đường Yên từng chịu nhiều tổn thương trong cuộc tình với nam diễn viên Khưu Trạch 4 năm trước và sau một thời gian dài, cuối cùng con tim người đẹp đã vui trở lại. Cô hiện tại đang vô cùng hạnh phúc bên nam tài tử La Tấn. Đường Yên và La Tấn từng hợp tác trong nhiều bộ phim, nhưng tình cảm thực sự tiến lên một bước khi đóng cặp trong Cẩm Tú Vị Ương. Vào ngày sinh nhật của Đường Yên, La Tấn đang trên trang Weibo cá nhân lúc 12 giờ 6 phút. Cùng khoảng thời gian đó, Đường Yên trả lời bình luận của một bài post chính thức công khai hẹn hò. Tin tức đó đã lan truyền trên các trang mạng xã hội. Đường Yên và La Tấn nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, các fans hâm mộ. Thậm chí có nhiều người bạn cả tỷ năm không liên lạc cũng gửi lời chúc mừng cho chúng tôi. La Tấn chia sẻ, kể từ khi công khai chuyển tình cảm, La Tấn và Đường Yên hầu như không xuất hiện cùng nhau trong mọi sự kiện. Từ khi công khai chuyện tình cảm, La Tấn và Đường Yên hầu như xuất hiện cùng nhau trong mọi sự kiện. Những cử chỉ yêu thương mà cặp đôi dành cho nhau nhiều lần khiến các fan ghen tị. Thậm chí còn có fan bình luận La Tấn và Đường Yên như cặp song sinh dính liền vậy. Trong một sự kiện truyền thông, nam tài tử đã chính thức khẳng định sẽ cùng Đường Yên tổ chức hôn lễ tại ý, dù chưa có thời gian dự định cụ thể, nhưng các fan rất háo hức đón chờ lễ cưới của cặp đôi này.